chào cô bác anh chị em nha. Cái máy cô Hảo anh em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian vừa qua cô bác chị em luôn luôn theo dõi các video của em đăng lên đó. Thì trong video có gì sơ sót thì cô bác chị em bỏ qua nha. Tiếp tục động cơ thì quay cho quá chị em tham khảo thêm động cơ Isuzu 4BD1 nha. Em này nó bốn máy, lòng bê tông của nó là 102. Dòng tua của động cơ này nó tầm khoảng 2006-2008. Thì maximum của em này nó tầm khoảng 120 nữa quá chị em. Thì lý do em này mạnh đó, thì nó nhờ trục bô tăng áp quá chị em, nên nó rất là mạnh của bác chị em. Thì động cơ này của bác chị em có thể là gắp được máy đào các loại xe cơ giới, máy đất hay là máy kiểu của bác em nha. Thì động cơ này nó cũng có động cơ này thì em được mua trên cái thùng phát điện của bác chị em. Thì heo này là heo cơ nguyên kim của bác chị em. Thì dòng phát điện nó cũng có là heo cũng có heo điện của bác chị em, nhưng mà heo điện thì có bác chị em về phải đấu đích lại, còn heo nguyên bản này thì có bác chị em mua gì chỉ xài thôi. Mà đặc biệt là em này tự động nó rất là mạnh của bác chị em, cho nên cô bác chị em bị sình lầy đó, tự động nó bường rất là mạnh nha. Chút xíu nữa thì em sẽ test máy của bác chị em thấy sẽ biết nha. Lọc nhét của nó là của bác chị em. Ok, này thì của bác chị em chỉ thay cái ruột bên trong thôi, chứ cái vỏ ngoài thì không cần phải thay nha. Rất là mới, lọc dầu cũng vậy luôn của bác chị em nha. Thì đắp lát nè. Nói chung nước sơn cũng vẫn còn nguyên vẹn, những màu xi của cái con máy nó vẫn còn nguyên vẹn của bác chị em nha. Đó. Em giới thiệu em quay cho bác chị em coi từng bên nha. Bơm nước cũng vậy nè, cũng còn rất là đen, màu mè nó cũng rất là còn ok. Cánh quạt thì nó cũng như mấy cái động cơ khác, động cơ em vừa qua đó cũng là cánh quạt ngược của chị em đó. Thì cô bác nào mua thì em sẽ đổi cánh quạt tùy thích. Thì đầu cốt nè, cái đầu cốt nó cũng vẫn còn màu vàng của nó luôn đó. Có thể mình đánh giá được cái động cơ nó chạy ít nhiều ấy, thì cô bác chị em có thể nhìn tổng thể bên ngoài thì có thể nhìn nó ít chảy ít nhiều như quá chị em. Cái mã số của nhà máy kiểm định đây nó cũng vẫn còn. Vào đi dynamo sạc thì nó cũng nhỏ gọn thôi, nó 24V, nó cũng rất là nhỏ gọn, cho nên là sạc cũng vừa đủ cho nó hai cái bình các bác chị em nha. Thì bên đây là nó 4BD1, nó có đóng bên này nè, quá chị em có thể là nhìn thấy nha. Nó 4BD1 thì nó 4BB. Đó, này là 4BD1 nha quá chị em nha. Đó vậy đó. Đề thì nó vẫn đề chiền thôi quá chị em, nó thêm có cái gle đề cái bên nè. Quá chị em bảo vệ được cái này nó chậm hư lắm nha quá chị em nha. Đó. Để em quay cái bô lửa quá chị em coi nha. Bô lửa thì nó không có sơn quá chị em, cái màu gan bình thường, cho nên nó có chạy nhiều, cho nên nó ửng đỏ. Thì động cơ này nó chạy tầm khoảng mấy chục tiếng đồng hồ quá chị em, mình không có nắm được. Tại lý do mình mua thì nó không có trong cái thùng, không có cái tiếp lô, cho nên là mình không có nắm được. Nhưng mà mình nghĩ là em này chạy mấy chục giờ rồi, chứ không có mấy giờ quá chị em, nó chạy cũng hơi nhiều đó. Thì bên trong rất là mới quá chị em nha đó. Nói chung là bên em luôn những chọn những cái động cơ mà rất là chất lượng để bán cho quá chị em á. Quá chị em cứ an tâm mà sử dụng thôi, tại vì động cơ rất là khó quá chị em, mình lựa chọn một cái động cơ để xài rất là khó khăn. Với lại cái kinh nghiệm mình cũng có 1-2 năm qua đó, thì kinh nghiệm mình có chút đỉnh, cho nên mình luôn chọn những động cơ còn tốt để bán cho quá chị em xài cho bền, cho lâu quá để mình tạo được cái máy tính mình nó thêm hơn. Để quay phía sau rồi, quay phía sau cho quá chị em thêm nha. Sau thì cái mặt này nó bắt vô dynamo nè. Thì cô bác chị em về nếu mà gắn cơ giới á, thì có thể gắn cái bánh đạt cơ giới vô, với gắn cái nòng cơ giới vô thì nó tất cả đều ngay trên quá chị em nha. Đó. Thì tổng thể bên máy thì em đã quay cho bác đã xong hết rồi. Thì em đã quay từ chi tiết nhỏ. Cô bác chị em ở xa đó có thể coi qua video hoặc là Zalo quá chị em, thì nó sẽ dễ hơn. Đó. Thì con máy này tính tổng thể hết là nó còn trên 90% của bác chị em nha.
còn trên 90%. Em thì nói chung là máy ốc thì em mua ở trên bãi thì rất là kỹ lưỡng lắm. Một hai con ốc mà bị chày bị dặn là em không bao giờ em mua. Rất là khó khăn về vấn đề đó. Cho nên giá cả thì nói chung là nó cũng tương đối là cứng, nó không có mềm gì lắm đâu các chị em nha. Còn cái vấn đề mà âm thanh với hình ảnh ấy, thì có chị em thông cảm, thì nói chung là thời gian qua thì cũng có nhiều anh em cô bác mà nói về vấn đề âm thanh hình ảnh đó. Thì tại vì em quay không có chuyên nghiệp, mình chủ yếu mình là để quay để cho cô bác anh chị em biết mình có máy mình bán thôi quá chị em. Chứ còn tất cả các cái âm thanh này kia nọ thì quá chị em thông cảm nha. Mặc dù mình nói tiếng cũng rất là lớn rồi, nhưng mà có đôi khi cô bác nghe không có rõ đó, thành ra là quá chị em thông cảm. Thì chủ yếu của mình là mình quay để cô bác anh chị em nhiều nơi để mình giao lưu, để mình biết mình có máy để bán cho quán anh chị em thôi, khi quán anh chị em cần thôi, chứ không phải là mình chuyên để làm YouTube để mình lấy tiền trên YouTube của quán anh chị em. Anh em quán anh không cảm bỏ qua cái phần đó giùm em nha. Thì với anh góp ý cái nữa là ví dụ như cô bác anh chị em mà có lỗi mình hỏi máy thì nhớ có nhắn tin Zalo á, thì nói giùm cụ thể cho mình là mình đang cần có máy gì đó để em trả lời cho dễ hơn quá chị em. Chứ đôi khi có nhiều anh em cô bác mà nhắn tin nói hỏi chung chung á, hỏi máy nhiều cái gì đó em cũng không biết được là máy gì quá chị em nha, thông cảm nha. Đó. Thì nói chung là làm cái gì đó cũng có cái lỗi của chị em, ai cũng không hoàn hảo đâu. Vì thế cho nên mà mình phải tha thứ cho nhau và phải thông cảm cho quá chị em cho nó dễ nha. Chứ đôi khi mình ràng buộc việc buộc nhau nó cũng rất là khó khăn, nó cũng không cởi mở được cái gì đó. Dù sao cũng không quên cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Video nào cũng được cô bác chị em đón nhận, thì em đề máy cho cô bác chị em nghe nha. Maximum của em này nó tầm khoảng 120 ngựa các bác chị em đó. Thì các bác chị em có thể nấu được các loại công cụ cho mình xài sử dụng cho nông nghiệp các bác chị em nha. Thì video này em xin tạm dừng ở đây, cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều luôn theo dõi kênh máy của em và đóng góp cho em nhiều ý kiến rất là bổ ích. Em rất là mang ơn, xin chào và hẹn gặp lại.